Như bao bậc phụ huynh khác, bố mẹ của Tony và Sarah cũng luôn hạn chế con mình sử dụng các thiết bị điện tử. Tuy nhiên, làm sao ngăn cản được hai con báo ảo game khỏi cơn thèm Free Fire cùng bình nguyên vô tận được cơ chứ? Cứ hở ra là tụi nó sẽ lừa bậc phụ huynh mà lấy mất mấy cái máy chơi game. Vốn dĩ hai người kiểm soát rất sát sao thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con là bởi vì sợ rằng gián điệp sẽ lợi dụng những thiết bị đó để hack vào hệ thống làm việc bí mật của mình, vì họ chính là điệp viên siêu tối mật. Sau khi tiễn hai đứa con lên xe đi tới trường, cặp vợ chồng cũng tức tốc khởi hành đi bắt tên gián điệp đã theo dõi bấy lâu nay. Nhóm người này muốn đánh cắp mật mã khơi dậy ngày tận thế của tổ chức mật vụ. Nếu chúng có được nó, ắt hẳn toàn bộ máy tính trên thế giới sẽ bị mất quyền điều khiển. Sau khi hạ gục hết đám lâu la, hai người bất ngờ chạm trán với một con robot khổng lồ. Cặp đôi đặc vụ người trần mắt thịt đương nhiên không phải là đối thủ của nó. Chỉ với vài chiêu đơn giản, robot đã lấy lại được chiếc đồng hồ rồi nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân, nhưng rất may là mật mã không nằm trong đấy. Họ ngơ ngác không hiểu thứ sắt thép từ trên trời xuống này là gì cơ mà tất cả bọn trẻ ở đây đều biết anh chàng to xác đó. Thì ra người máy vừa trao đổi chiêu thức với hai vợ chồng điệp viên là một hiệp sĩ bước ra từ trong game có tên là Marklock. Trùng hợp là con trai của họ cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của trò chơi này. Gây nhà phát hành con game này luôn muốn có được thứ mật mã kia để thay đổi thế giới. Hắn bí mật cài link độc vào phần thưởng của Tony rồi đợi cơ hội hack vào máy tính nhà họ nhằm tìm ra mật mã. Tối đó, hai anh em vừa về liền rất háo hức trải nghiệm phiên bản mới của Marklock, nhưng vừa mới chơi được vài phút thì màn hình đã có những dấu hiệu lạ. Khi hai vợ chồng phát hiện ra có kẻ đột nhập thì đã quá muộn. Ông chồng ngay lập tức nghi ngờ bọn trẻ gây ra chuyện này, nhưng ai ngờ đi đến nơi thì chúng đã trốn về phòng ngủ như chưa có gì xảy ra. Sáng hôm, cơn bão cuối cùng đã ập tới và thế giới đang rơi vào hỗn loạn. Trò chơi Marklock xuất hiện trên mọi thiết bị điện tử của mọi người. Bất kể là sử dụng dịch vụ gì thì người dân bắt buộc phải tham gia Free Fire rồi giành chiến thắng. Có như vậy các thiết bị mới trở lại hoạt động một cách bình thường. Điều này gây ra rất nhiều phiền toái. Đi rút tiền thôi mà chúng còn bắt phá đảo bình nguyên vô tận nữa thì đúng là ối giời ơi. Ngoại trừ những game thủ rất thích điều này thì phần lớn những người khác cảm thấy rất khó chịu vì cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Cha mẹ của Tony nghĩ rằng rất có thể gã Jay đã đánh cắp mã tận thế rồi kết hợp nó vào trò chơi này. Vừa dứt lời thì bốn người đã bị chốt trong ngôi nhà của chính mình. Ngay sau đó, những nhân vật phản diện trong game đã đột nhập vào tấn công bọn họ. Hai vợ chồng không nhân nhượng, tức khắc song kiếm hợp bích đánh cho đám người xấu ngã sấp mặt trước sự trầm trồ của Tony. Trong khi đó, cô con út cũng đã tranh thủ giành chiến thắng trong trò chơi để mở khóa cửa. Khi cả nhà vừa thoát khỏi nguy hiểm thì lại đột ngột bị một đám xương cốt bao vây lấy. Đến nước này, cặp bố mẹ chẳng cần quan tâm đến việc giữ bí mật nữa mà nhanh chóng đưa hai đứa trẻ xuống lối đi bí mật. Đang sắp sửa rời khỏi đây, ai ngờ lũ xương cốt đã kịp đuổi tới. Ông bố thấy thế liền xông lên xanh chín với chúng nhằm câu giờ để vợ đưa chiếc vòng cổ định vị cho con gái rồi khởi động chiếc xe đưa bọn trẻ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, hai anh em chỉ vừa mới ló đầu ra đường liền bị đám người xấu phát hiện truy đuổi vô cùng gắt gao. Đã thế, lúc này một tên còn cố xâm nhập vào hệ thống của chiếc xe để chiếm quyền điều khiển nhằm thay đổi điểm đến của hai đứa trẻ. May mắn là cách điều khiển chiếc xe này khá giống với trò chơi mà Sarah từng chơi, thế nên cô bé đã bất chấp nguy hiểm chọn phương án tự điều khiển chiếc xe bằng trình độ vỉa lái của mình. Sarah lập tức cho một tên phải rời cuộc chơi, còn một tên khác nhảy lên nóc xe định làm gỏi hai đứa trẻ, nhưng cô bé đã nhanh tay làm ngay cú drift cực nét trực tiếp hất văng bộ xương di động. Sau hàng loạt những pha tổ lái lạng lách đánh võng vô cùng mượt mà đã giúp hai anh em đã thành công cắt đuôi được kẻ xấu. Đợi cho chúng đi xa thì Tony và em gái mới tiếp tục lái xe đến vị trí an toàn. Chỉ có điều trước mặt chúng lúc này lại là một cái hồ với cây cối xung quanh, xem ra chẳng có căn cứ an toàn nào mà mẹ đã nói cả. Khi cả hai còn đang tự đặt câu hỏi thì một âm thanh bất ngờ vang lên tra hỏi danh tính hai đứa trẻ. Sau khi khai báo đầy đủ họ tên của những người trong gia đình mình, Tony và Sarah được đưa xuống một căn cứ nằm sâu dưới lòng hồ. Lúc này hình ảnh phản chiếu của mẹ cũng dần dần hiện lên rồi bắt đầu tiết lộ thân phận điệp viên của mình, khiến hai đứa con không khỏi ngạc nhiên đầy tự hào. Ngay sau màn giới thiệu thì lần lượt những cơ quan tiện nghi trong phòng lập tức được kích hoạt. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt bình thường mà còn là nơi để các đặc vụ luyện tập tăng cường khả năng chiến đấu. Trong khi đó, hai vợ chồng điệp viên đang bị bắt cóc và biệt giam tại căn cứ của Jay. Hắn ta với mưu đồ sử dụng mã tận thế để làm chủ cả thế giới, nhưng không ngờ quá trình tấn công ấy lại xảy ra sự cố. Ông trùm công nghệ muốn họ giúp mình sửa lỗi để tiếp tục công cuộc chinh phạt thế giới. Tuy nhiên, cặp đôi đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị hợp tác của tên trùm, khiến hắn cay cú ngỏ lời thách đấu. Nếu họ thắng thì cứ việc rời khỏi đây để đoàn tụ cùng với con, còn không thì sẽ phải ở lại nơi này sửa chữa lại hệ thống cho hắn ta. Tuy sở hữu bộ kỹ năng chiến đấu điêu luyện nhưng hai vợ chồng lại gặp rất nhiều khó khăn vì toàn bộ nơi này được xây dựng dựa trên mô phỏng từ trò chơi Marklock của tên trùm. Vì chẳng bao giờ động vào mấy cái game điện tử kiểu như này nên họ tỏ ra khá vất vả và chật vật khi đối đầu với chính cha đẻ tạo ra nó. Sau một hồi giao đấu, Jay đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, không cho cặp đôi bất kỳ cơ hội nào để chống trả hay phản kháng. Thế là hắn vinh vào lấy đi chiếc vòng cổ còn lại của cô vợ nhằm tìm ra hai đứa trẻ thông qua thiết bị theo dõi bên trong.
Có lẽ thứ mà cô con gái út đang giữ sẽ là bí mật để sửa chữa và nâng cấp hệ thống của hắn. Mặt khác, chúng vẫn chưa hề hay biết nguy hiểm sắp sửa tìm đến bởi vì còn đang bận tận hưởng những tiện ích trong căn phòng bí mật này. Sau khi tự trang bị cho mình những bộ trang phục điệp viên ngầu đét đèn đẹp, hai đứa trẻ tiếp tục khám phá những điều thú vị khác ở đây. Nào là một thiết có thể dính vào mọi thứ khi kích hoạt, cho đến bong bóng có khả năng điều khiển cảm xúc của người khác, thậm chí còn có cả trợ lý của robot vô cùng nhỏ nhắn thông minh. Tuy nhiên, ngay khi những trải nghiệm thú vị đó còn chưa kết thúc thì Sera đã bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của bố mẹ, đúng là đẻ được đứa con mát lòng mát dạ. Ngay lúc này, cánh cửa an toàn lại tự động mở ra, phía sau đó là những kẻ mặc đồ đen tự nhận mình là đồng nghiệp với bố mẹ họ. Hai nhóc bán tín bán nghi nên vẫn chưa chịu lộ diện. Không muốn mất thời gian, bọn chúng lập tức mở cửa xông vào chuẩn bị bắt cóc bọn trẻ về căn cứ. Nào ngờ đâu Tony và em gái đã tìm cơ chế ở đây rồi kích hoạt những cái bẫy ẩn giấu phía dưới thông qua đồng hồ trên tay chúng. Sau khi phủ đầu đối phương thành công, cậu anh cả trực tiếp nhảy tới dùng tay robot tấn công đẩy một tên xuống hố, còn Sera bên này cũng lập tức sử dụng bóng cười chơi trên ba làm hai tên còn lại rơi vào ảo giác. Nhân cơ hội đó, hai đứa trẻ nhanh chân tẩu thoát bằng cửa sau, nhưng vừa mới chui ra khỏi gốc cây thì chúng đã phải chạm trán với một tên mặc vest đeo kính đen vô cùng bí hiểm. May mắn thay, người đàn ông đó lại chính là cấp trên của bố mẹ bọn trẻ. Lý do mà ông chủ muốn bắt hai anh em nhà Tony là bởi vì toàn bộ cơ quan đặc vụ không ai có thể phá đảo trò chơi mắc lóc này nên họ không thể khởi động lại hệ thống như ban đầu. Ngay lập tức Tony liền thể hiện trình độ gõ phím của mình, không uổng công trốn bố mẹ đi chơi net và cậu bé chẳng cần phải mất nhiều thời gian để tổ chức khởi động lại hệ thống máy tính. Lúc này Sera đột nhiên chợt nhớ lại lời mẹ dặn về món đồ mà cô muốn con gái tìm rồi giữ nó ở nhà an toàn. Thì ra để phòng hờ chuyện xấu xảy đến nên hai vợ chồng họ đã cẩn thận tách đôi mã tận thế thông qua hai mảnh ghép. Hiện tại bọn họ đang giữ một mảnh và nếu để kẻ thù có được cả hai thì virus trò chơi sẽ lây lan đến mọi thiết bị trên toàn thế giới, đến khi đó gã sẽ trở thành vua của địa cầu. Nhờ vào chiếc vòng cổ của nữ đặc vụ để lại, thế là bọn họ đã tìm ra được vị trí giam giữ. Tuy nhiên chưa kịp hành động thì đám đệ của gã dây đã đồng loạt kéo đến đây gây sự. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, hai đứa trẻ rơi vào nguy hiểm nhưng chẳng hề nao núng mà lập tức đấu tay đôi với lũ quái vật khiến chúng sấp mặt. Sera định lấy mã tận thế rồi tẩu thoát trước khi tình hình thêm tồi tệ cơ, mà đâu ai ngờ ông chủ lại bất thình lình can thiệp cho rằng đây không phải là việc của chúng. Kết quả lại một mã tận thế đã rơi vào tay địch nhờ công chú báo đời xem thường con nít. Hai đứa trẻ không chần chừ mà vội vàng lên máy bay đuổi theo, tuy không thể điều khiển nhưng rất may đã có trợ lý của robot hỗ trợ giúp thành công trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Rất nhanh, chỉ một lúc sau, cả hai đã tới được căn cứ của Jay chuẩn bị giải cứu bố mẹ. Địa hình cùng cấu trúc nơi đây rất giống trong game thực tế ảo. Tony lập tức sử dụng kính điệp viên để phân tích và biết rằng mọi thứ đều được bao phủ bởi trí thông minh nhân tạo. Trong khi đó, hai vợ chồng đang rất sốt ruột đầy tuyệt vọng khi chưa tìm ra cách thoát khỏi nơi này. Bây giờ người chồng mới tiết lộ một bí mật rằng trong nhiệm vụ tiêu diệt ác nhân lần trước của họ, anh ta đã không tiêu hủy toàn bộ mọi thứ của hắn bao gồm cả mã tận thế mà quyết định mang nó về nhà để nghiên cứu. Sau đó còn hoàn tất việc viết mã cốt nhằm tìm ra cách sử dụng thứ vũ khí này. Tuy nhiên nam đặc vụ đã thất bại sau rất nhiều lần thử và người thực sự hoàn thành nó lại chính là cậu con trai yêu quý thiên tài của họ. Lúc này một sự thật khác được phơi bày khi người vợ đang đứng trước mặt anh chồng từ nãy đến giờ thực chất chỉ là dây đang giả lập lại mà thôi. Ở phía bên kia Tony đã tìm thấy chiếc máy tính ẩn sau bức tường, nhờ sự trợ giúp của trợ lý mà cả hai đã có được toàn bộ bản đồ của căn cứ. Đúng lúc này đám tay chân của ông trùm cũng tập hợp lại để nghe phổ biến kế hoạch, hai điệp viên nhí nấp phía sau cũng vô tình nghe được toàn bộ âm mưu hợp nhất hai mảnh ghép của chúng. Đang lén lút theo dõi thì đột nhiên Tony bị đám người máy phát hiện tấn công dữ dội buộc hai đứa trẻ phải nhảy xuống vực. Nhưng rất may là cậu nhóc đã nhanh tay kích hoạt dây cáp bám vào cây cầu và giữ được cô em gái. Sau khi nguy hiểm đã qua đi thì hai đứa trẻ tức tốc chạy đến phòng giam để giải cứu cho bố mẹ. Màn đoàn tụ vừa kết thúc là lúc cả gia đình sửng sốt nghe tin mã tận thế đã được hợp nhất và sẽ khởi động sau ít phút nữa. Ngay lập tức bọn họ liền lên kế hoạch tìm bằng được máy chủ để trì hoãn thời gian. Bốn người buộc phải chia làm hai cặp tạm thời tiếp tục rời xa nhau để hành động riêng biệt. Ở bên này Tony và Sera kích hoạt chế độ không trọng lực trên giày để đi trần nhà nhằm tránh sự chú ý của lính canh. Ai ngờ khi cả hai bước vào thang máy thì đã bị rơi xuống dưới. Chó táp phải rồi, cứ tưởng rơi vào bẫy nhưng hóa ra lại vào được tận phòng điều khiển trung tâm. Anh cả muốn thử sức ngăn chặn mã tận thế luôn cho xong việc, vì mã cốt này là do Tony đã vô tình giúp bố mình hoàn thiện nên cậu ấy hiểu rất rõ. Chỉ cần đơn giản lặp lại những thao tác khi trước là có thể hoàn thành. Hai đứa trẻ thơ ngây không thể ngờ rằng đây mới thực sự là cái bẫy mà Jay đã tạo ra. Ngay khi Tony hoàn tất công việc thì mã tận thế này mới thực sự hợp nhất và được kích hoạt.
Thì ra nhờ biết được câu chuyện của người bố mà tên trùm công nghệ đã dựng lên kế hoạch này rồi mượn tay Tony giúp hắn thực hiện dã tâm thâu tóm thế giới của mình. Bố mẹ của bọn trẻ một lần nữa vẫn không thể thoát khỏi tay của lũ quái vật. Lúc này Jay đã không còn giấu giếm thân phận thật của mình nữa. Trên thực tế hắn ta chính là con ruột của tên ác nhân mà hai vợ chồng họ đã tiêu diệt cách đây không lâu. Thứ vũ khí tâm huyết mã tận thế mà cha hắn thiết kế chưa kịp hoàn thành cũng bị gia đình họ lấy đi. Thế là Jay đã lên kế hoạch đoạt lại thứ đáng lẽ ra đã thuộc về mình nhằm biến thế giới thật thành thế giới ảo như trò chơi mà hắn đã phát hành. Lúc này toàn bộ thế giới cũng đang hoàn toàn bị kiểm soát và có vẻ như để ngăn chặn hiểm họa chỉ còn một cách, đó là bước vào thế giới ảo rồi tìm cách đánh bại Jay lấy lại mật mã. Sere lập tức ném bong bóng khống chế đám robot canh gác, sau đó cùng cả gia đình ngồi vào ghế thực tế ảo để chuẩn bị vào game. Trước mắt họ lúc này chính là thế giới tàn khốc của Marklock. Tony và em gái biết rất rõ quá trình để đột nhập nên cả hai đã đi trước dẫn đường giúp phụ huynh lần lượt băng qua từng thử thách. Ngay lập tức đám quái vật được bố trí sẵn lao ra tấn công, bố mẹ của Tony chẳng ngại va chạm mà bật chế độ tàn sát đám Lola. Hai anh em bên này cũng chẳng kém cạnh khi lần lượt thi triển những tuyệt chiêu tiễn từng tên một lên bảng điểm số. Chẳng cần mất quá nhiều thời gian, đám quái vật đã được gia đình điệp viên dọn dẹp một cách sạch sẽ. Ngay bây giờ bốn người họ đã đạt đến cấp độ cuối cùng của trò chơi. Theo luật chỉ một trong số họ được phép đối đầu trực tiếp với tên trùm cuối, còn ba người còn lại sẽ chịu trách nhiệm lo hậu sự cho tên tướng mạnh nhất của hắn. Tony vốn là game thủ xuất sắc của trò chơi này nên được gia đình tin tưởng giao cho trọng trách hạ gục Jay. Không chần chừ, hai nhân vật mạnh nhất game bắt đầu dùng phóng lợn xiên lấy xiên để đối phương. Jay là người thiết kế trò chơi nên hiểu rất rõ nó và chỉ với vài đòn đã có thể chiếm được lợi thế trước cậu nhóc. Tuy nhiên đừng bao giờ coi thường kẻ khác, đặc biệt là những đứa trốn cha trốn mẹ để chơi game. Sau khi để mất lợi thế thì Tony lập tức thay đổi chiến thuật tấn công. Cùng lúc đó ba người còn lại cũng đang phải đối phó với những tên tay chân của Jay. Sức mạnh của tể tướng là điều không thể bàn cãi. Cặp siêu điệp viên cứ lao vào là bị hắn đẩy văng dính vách, và so với hắn thì sức tấn công của họ chỉ như mũi đốt inox. Lúc này Sera cũng đã bị hắn ta đẩy đến vách đá sắp sửa phải chịu đòn kết liễu. Tuy nhiên vào khoảnh khắc vách đá sắp sửa rơi xuống thì cô bé đã quyết định thông báo cho đối thủ sắp làm hại mình. Hắn đương nhiên phớt lờ lời nhóc nên đã bị rơi xuống vực, nhưng rất may đã được hai vợ chồng điệp viên cứu lấy. Cảm động trước những gì mà gia đình họ đã làm với mình khiến gã tể tướng đã lập tức đổi phe đầu hàng vô điều kiện. Khi này Tony vẫn đang phải chật vật chống lại Jay và chưa thể tìm ra cách hạ gục hắn. Thấy con mình đang gặp bất lợi làm ông bố nóng ruột quyết định phá vỡ quy tắc đấu tay đôi để cứu con trai, nhưng Tony lại không muốn điều đó xảy ra. Để trận đấu công bằng, cậu bé đã trực tiếp lấy thân mình ngăn chặn đòn tấn công hỗ trợ từ bố, và kết quả khiến thanh máu của Tony sụt giảm một cách không phanh. Jay nhân cơ hội đó một sọc lấy hết lượng máu còn lại rồi hạ gục cậu bé. Bất ngờ lúc này sấm sét từ tứ phía nổ vang trời, ánh mắt của tượng đá phía sau đột nhiên sáng rực trực tiếp hồi sinh cậu bé. Thì ra Tony đã chính thức mở khóa một sức mạnh huyền thoại được ẩn giấu trong trò chơi này. Có được thứ sức mạnh vô hạn đó thì tên trùm rõ ràng không còn là đối thủ của nhóc ác nữa, đúng là không ngờ gặp phải thằng liều. Chỉ chờ có thế, Tony tung ra chiêu cuối với đòn sát thương cực mạnh ngay lập tức kết liễu tên trùm cuối, thành công phá đảo trò chơi. Nói lời phải giữ lấy lời, Jay cũng không muốn vi phạm nội quy của trò chơi mà mình tạo ra nên đã lập tức đóng mã tận thế theo thỏa thuận. Thế là trò chơi thực tế ảo nhưng lại rất giống thật này cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó Jay cũng nhận ra những lỗi lầm của bản thân mà chính thức hoàn lương, quay trở lại với niềm đam mê sáng tạo game của mình. Cơ quan điệp viên cũng lập tức phá bỏ hoàn toàn mã tận thế nguy hiểm kia để kẻ xấu không còn cơ hội đe dọa nhân loại nữa. Nhờ chiến công hiển hách của mình mà hai anh em nhà Tony chính thức được trở thành điệp vụ nhí tài năng, tương lai xem chừng rất rộng và nổi trội hơn cha mẹ của chúng rồi đây.